thiết bị biến pin iPhone cũ thành mới trong tích tắc. Nếu bạn chưa biết thì trong mỗi viên pin iPhone đều được trang bị chip nhớ, lưu trữ những thông tin về pin như ngày sản xuất, số lần sạc, thời lượng khả dụng, giúp người dùng có thể kiểm tra được những thông tin này trong phần cài đặt của iPhone. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện một thiết bị có tên JC B1. Thiết bị này có thể đổi trắng thay đen các thông số về pin hiển thị trên iPhone, đánh lừa các ứng dụng kiểm tra pin, bao gồm cả iOS. JC, B1 được nhà sản xuất Trung Quốc JC Programmer giao bán công khai trên trang web. Anh Minh Đức, tác giả một bài viết về chủ đề này trên diễn đàn tinh tế chia sẻ. Mình vừa mượn được một thiết bị, mông má, pin iPhone từ cũ thành, mới, reset cycle pin, thay đổi tình trạng sức khỏe pin, đổi được luôn nhà sản xuất, thời gian xuất xưởng pin. Nói cách khác, người ta có thể mua cục pin iPhone cũ về, đóng lại thông tin lên chip trên pin và bán nó như một cục pin vừa được sản xuất. Hiện theo mình biết là chưa có cách nào phát hiện được. Anh Khang Phạm, trưởng phòng kỹ thuật tại một hệ thống bán lẻ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nói trên Zing, Việt Nam, nếu người dùng mua những mẫu iPhone cũ và thấy pin như mới, sức khỏe pin, battery health 100%, nhiều khả năng máy đã được xử lý bằng thiết bị JC B1. Người dùng nên chọn mua máy chính hãng, các cửa hàng uy tín, nếu muốn mua máy đã qua sử dụng, người dùng nên kiểm tra phần gioăng, lớp cao su bao quanh viền màn hình nếu doang còn mới chứng tỏ thiết bị chưa từng bị tháo ra để thay thế linh kiện anh khanh nhận định tổng hợp